Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Tôi đã quay trở lại với tập 2 của series Minecraft 1.17 rồi đấy anh em. Đây chỉ là bảng 1.17 snapshot thôi anh em nhá. Ok, từ cho tôi nhảy tí anh em ạ, chứ không chốc tôi quên đấy. 1 2 3. Ok anh em ạ. Thì trong tập hôm nay chúng ta sẽ xây nhà anh em nhá. Chúng ta sẽ xây một cái base nhỏ nhỏ để chúng ta có thể sinh tồn cho một cách an toàn, đúng không anh em? Ok. Ok anh em, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh em hãy like và subscribe cho tôi với nhá. Nó free mà. Nhưng mà đối với tôi là nó như là cả thế giới vậy anh em ạ. Tôi rất là cảm kích nếu mà anh em làm vậy anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok. Ok anh em ạ, thì đầu tiên thì anh em có thể nhìn thấy là tôi rất là đói. Tôi mới phải ăn tạm hai miếng thịt zombie đây. Cực kỳ đau bụng anh em ạ. Và tôi nhận ra là ở đây có rất là ít động vật anh em ạ. Đây, giới thiệu với anh em hai em lợn. Đấy, hai em lợn này là tôi dùng cái sợi dây mà trước tôi giết thanh niên đi chết dạo đấy. Thật sự là tôi đói lắm rồi nhưng mà tôi không dám giết hai em này anh em ạ. Phải để sau này chúng ta còn nhân giống anh em ạ. Ok anh em ạ, thì nhân tiện cái tình huống mà tôi đang rất là nghèo nàn đồ ăn đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em một vài cách để anh em có thể lấy được đồ ăn ở trong một cái gọi là một cái gua mà nó chả có mấy con động vật nào như này, khá là khan hiếm. Có hai cách anh em ạ, thì anh em có thể dùng cần câu nhá để anh em câu cá, nhưng mà mỗi tội là tôi không có tơ nhện đó nên là tôi không thể câu cá được. Vậy nên là bây giờ thì có một cách như này, anh em bơi xuống dưới nước anh em ạ, tìm cá và anh em chấm cá. mình giết được cá anh em nhá. Này này này, xem này. Đấy. Ok anh em nhá, đó chỉ cần một trưởng là chết thôi, cá khá là yếu máu. Đó anh em ạ. Sau đó thì anh em có thể dùng cái campfire kìa, đó cái lửa trại để anh em nướng cá, đúng không? Anh em sẽ không có phải mất một chút nguyên liệu nào, không cần mất gỗ hay là than để làm gì cả, nung mà. Đó, rất là tiện. Cách thứ hai ấy, đó là anh em thấy cây nấm này không? Đấy. Anh em có thể lấy được đồ ăn từ cây nấm nha. Anh em nhớ là đừng có để nấm nó lơ lửng ở trên là được. Anh em đào này một lúc là bắt đầu nó sẽ rơi nấm ở đấy đó. Tôi nhặt thằng nấm rồi đấy. Mình dùng cái rìu đâu không ta? À được đấy, ui. Ui nhanh lắm. À, mình dùng rìu khá là nhanh em ạ. Ok anh em ạ. Được bao nhiêu đấy, được 7 nấm nhá. Xong rồi anh em có thể lấy cái nấm đỏ này. Đó. Xong anh em grab cái súp nấm ấy, nếu mà anh em nào mà từng xem cái series sinh tồn địa ngục của tôi rồi thì anh em có thể biết đúng không? Đó, chúng ta phải grab được cái súp nấm. Đấy, nấm đỏ rất là ngon. Đấy, thiếu động vật không là gì anh em nhá, không là gì. Đấy, cực kỳ dễ dàng luôn. Đấy, grab súp nấm là anh em cần có cái bát. Cái bát thì anh em làm cũng dễ thôi. Có tiếng zombie à? Nhầm, tôi nghe nhầm. Bát nấm, cái bát đâu nhỉ? Cái bát làm thế nào anh em nhỉ? từ cho tôi tìm nào. Quái nào ta? Cái bát đâu ta? Bát bò a có không? À đây rồi, cái bát đây đó. Đó, sau khi có cái bát rồi thì anh em đặt cái này này đó. Đặt hai cái nấm vào, đặt chỗ nào cũng được. Đấy, anh coi súp nấm. Đó, rất là tiện lợi luôn. Đồ ăn vô hạn anh em ạ, không cần phải lo. Lợn nhỉ? Lợn chắc đỡ run ở đây anh em ạ. Đấy, thấy tôi có súp nấm chắc là lợn đỡ run. Đấy, cá thì anh em để vào đây này. Ok, đó. Thì tôi cũng không có quên cái buổi hôm trước là tôi đã bảo với anh em đó là hôm nay là tôi sẽ đi cái tàu đắm đúng không? Tất nhiên rồi, không quên đâu. Từ anh em tôi làm xô nước tí đã. Tôi phải làm cái xô nước em ạ. Xô nước đâu rồi? Xô nước cần lắm. Để rồi. Ok. Mang thêm cái craft table đi. Biết đâu chốc nữa chúng ta gặp cái gì bên dưới đấy đúng không? Ok anh em ạ, chúng ta đi loot cái tàu rồi. Rồi. Ok. Tôi mong là cái tàu nó có cái bản đồ kho báu anh em ạ. Cầu mong. Đúng rồi. Với cả tôi sẽ chỉ cho anh em một cách để anh em có thể cắm đuốc được ở bên dưới cái tàu ấy nhá. Nó khá là hay. Tôi cũng đã có suy nghĩ một lúc khá là lâu để tôi có thể
tìm ra cách để cắm đuốc, bởi vì tôi biết là cái lần nào mà tôi xuống cái tàu là nó cũng rất là tối, anh em rất là khó nhìn tôi ấy. Có ấy không, đây là có ấy. Tôi lên thở tí đã. Mình phun cái thở ấy, xong mình xuống sau an toàn. Đấy, anh em xuống này, xong anh em đặt nào ấy ra. Cửa đâu vậy? Nó có cái cửa nào đây rồi? Nó có một cái cửa này. Đó, xong anh em đứng vào trong cái cửa. Đó. Từ từ anh ạ, chắc có hơi tối anh em hơi khó nhìn đúng không? Anh em đọc cửa ra. Xong anh em khó nhìn ra. Rồi. Xong anh phá cửa đi đó, và anh em đặt đuốc. Đó, sáng rồi, đây anh em nhá. Đây là cách để em đặt được đuốc ở dưới nhá. Đấy, hay không? Ồ, hay không? Đấy, cực kỳ sáng anh em ạ. Ok anh em, bây giờ chúng ta có thể thoải mái lút cái chỗ này mà không cần phải lo rồi. Nào, tôi cầu mong là tôi có đi tìm kim cương hay cái gì ngon. Cái rừng. Gì đấy? Bảo vệ sát thương khi rơi. Thế không có bản đồ kho báu à? Cứ từ thở cái đấy anh em ạ. Nó không có bản đồ kho báu rồi. Chắc nó phải còn thêm một cái rừng nữa chứ anh em ạ. Chắc còn đấy. Chứ mà thường thì cái tàu nào thì chẳng phải có đúng không? Nhưng mà được cái là cái tàu này nó cũng có tre các bạn. Được, ok, ngon. Cũng tạm được. Thở cái rồi tôi lên tôi nhìn là tôi nghĩ chắc ở trên này thì nó còn một cái này. Nó còn một cái rương, cái gì đấy. Vào đi, đúng rồi. Đấy. Có gì không? Cái rương này là cái rương mà nãy của mình đúng không? Hết rồi à? Holy. Hết rồi các em ạ. What? Tàu gì nghèo vậy? Xong chắc là mấy anh cướp biển này mấy anh ấy hiền đấy anh em ạ. Đi cướp được con mỗi đi cướp kiểu gì, đi cướp cây tre rồi cướp lúa này. Trời ơi. Đúng là ở đâu cũng có người này người kia anh em ạ. Đôi khi cướp cũng rất là lương thiện anh em ạ. Ok, thôi đấy, mấy ông muốn làm gì cái thuyền mấy ông làm đi. Tôi đi về các bạn. Lại đấy, tôi cứ tưởng là tôi sắp được đi tìm kho báu rồi đấy. Ok. Chạch ngoài kế hoạch quá nhờ. Ok các bạn, thôi kho báu kho ủng quá ấy, xây nhà ở đây các bạn đúng không, cái base cho nó an toàn đã. Thì tôi cầm cái grab table đi, vì tôi cứ nghĩ là tôi sẽ đi xa, mà tôi cứ nghĩ là tôi sẽ đi tìm kho báu, nhưng mà chán quá rồi. À, ok, hôm nay tôi sẽ xây nhà và tôi đây có đồ ăn rồi, có cá ở này đó. À, tôi lỡ lấy cái này rồi, ok rồi anh ạ. Bây giờ tôi sẽ cất tí đồ cho xây nhà. Đợi tí này tôi làm thêm cái rương nữa đó anh em ạ, tại vì nó hơi bé đúng không? Cái rương kia chật mất rồi. Rồi. Ok, cái rương này chúng ta sẽ cất này, tre này. Không cần này, bí ngô này, nấm này không cần lắm đâu. À, mình được hai cái này. Cái sửa chữa, cái mending ấy ngon lắm. Rồi, cất cái bowl này, không cần cái bát đâu này. Gunpowder này, lúa không cần này, cái này không cần này. Ok, ấy vừa nãy là tôi đã đào trước cái chỗ rồi đấy. Thì anh có thể nhìn thấy là nó khá rộng đúng không? Hồi nãy là tôi đã đào khá để chốc mình xây nhà đấy. À, và đây, anh có thể nhìn thấy là tôi có khá nhiều cây đúng không? Trước là tôi chặt khá nhiều đấy anh ạ. Chặt khá nhiều, từ từ tôi ngủ cái anh ạ. Tôi ngủ cái sáng sớm dậy xây nhà cho sảng khoái đầu óc anh em ạ. Rồi. Sleeping through. Vì sao nó vẫn có tiếng Anh ở đây vậy? What? Ok các em ạ. Kệ đi. Được rồi, chúng ta xây nhà tí nào đây. Trước cả tôi đã đấy, trước cả tôi đã nung cái đá này rồi. Ok, tôi đã chuẩn bị khá là kỹ rồi. Bây giờ chúng ta đây, chúng ta có cái đá này, chúng ta sẽ làm chết cha rồi. À đây. Đúng rồi, tôi nhớ trước cả tôi nung 60 cục mà, đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ làm 32 cái này anh em ạ. Ôi chết cha, tôi làm 36 rồi. Tôi làm 36 rồi các em ơi. Tôi lỡ làm 36 rồi. Trời ơi. Nhanh tay quá. Thì cũng đúng mà, tại tôi cũng trước cũng dạy Faker, tay cũng hơi nhanh. Ok, anh em thông cảm. Rồi, phá cái này nào. Quái nào mà nãy mà tôi phá hết rồi, bây giờ nó mọc lại à? Chúng ta sẽ xây 7x7 anh em ạ. Có đủ không ta? Đây, chúng ta xây đây đi nhỉ. Ê, tôi xây ở đây đi. Đây đi, đó, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 anh em ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, đó. Bây giờ chúng ta sẽ cứ thế lấp đầy cái đống này thôi anh em ạ. Đó. Cái này sẽ là cái nền của chúng ta anh em ạ. Ok. Nền nhà tôi rất là thích cái nền nhà bằng đá này anh em ạ. Tôi không hiểu sao nhưng mà trông nó rất là relax. Đó.
Đấy. Ok, đấy, chúng ta sẽ đặt bên này. Đó, kiểu nhà này của tôi là một kiểu nhà mà tôi đã học được ở trên YouTube anh em nhá. Kiểu nhà rất là đẹp mà tôi rất là mê anh em ạ. Kiểu nhà Nhật Bản anh em ạ, truyền thống Nhật Bản đẹp lắm. Tôi xây cho anh em xem. Rồi rồi rồi. Đấy. Đường này đường mình đi lên. Rồi sắp xong rồi. Ok anh em ạ. Xong rồi chúng ta sẽ dùng đến cái thân cây sồi sẫm này này. Ok. Ta đặt như này. 1 2 3 4. Đấy, nó cứ cứ mỗi góc là mình đặt 4 cái các bạn. Rồi. 1 1 2 3 4. Nước đâu? Thể hiện paro cái nào. Đấy, paro, ok. 1 2 3 4. Ok anh em ạ. Đấy, xong cái này rồi bây giờ chúng ta sẽ nối những cái đầu này lại. Đó. Chứ mà cũng tốn gỗ đấy nhỉ. Tốn gỗ đấy các bạn. Nhưng mà được cái này trông đẹp lắm. Rồi. Ok các em. À, nhà tôi rất là muốn hướng ra biển nên anh em ạ, tôi nghĩ là hướng ra biển thì mình để nó hướng qua đây vậy. Hay là nó hướng qua đây nhỉ? Đây đi, nó hướng qua đây đi. Dạ. Nó hướng qua đây là đẹp anh em ạ. Ta sẽ xây cái này. Đó. À, anh em thấy mấy cột này nó giống ở trong chùa chưa? Mấy cột này trong hình như tôi xây lệch mất một block anh em nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Holy shit anh em ơi. Đợi tí tôi sửa nhá. Ok anh em ơi. Tôi sửa xong rồi đây. Ok. Tôi sửa chữa sự đần độn của tôi rồi. 1 2 3 rồi. Đấy, chúng ta lại tiếp tục xây cột chùa rồi. Đấy, đúng rồi. Chả hiểu sao mà nãy tôi vừa xây tôi vừa đếm mà tôi còn xây 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 trượt được. Bây giờ chúng ta sẽ xây như vậy anh em ạ. Đó, xong mình dùng cái này mình lột vỏ gỗ ra, lột hết ra. Rồi. Lột ra để khoe cái gọi sự gợi cảm bên trong anh em ạ. Lột ra mấy em ấy, hay lắm, đẹp đẹp. Rồi, lột ra nào. Mày như tôi dùng nhầm gỗ anh em ạ. À đâu, hình cứ đúng đấy, đúng đấy, đúng đấy anh em ạ, đúng. Đấy, chúng ta sẽ xây cái này. Bên này cũng vậy này. Bên này cũng vậy. À. Sẽ xong lột một thể cho nó gọi là thích đúng không? Tôi rất là thích cái tiếng lúc mà lột vỏ gỗ anh em ạ. Rồi. Đấy. Ok anh em. Xong. Đẹp không anh em? Đấy, xong cái nhà của tôi đấy. Ừ, bây giờ tôi sẽ đốt cái mái tôi xong anh em ạ. Ok anh em, đùa anh em tí thôi. Chúng ta còn có tầng 2 ấy chứ, cái lợn vậy. Lợn vậy. Đấy. Anh có lợn xoay người xung quanh đồng ý không? Đấy, ok. Lợn. Lợn đã đồng ý rồi. À đây rồi, grab theo bổ tôi đây rồi. Thần lợn đã nói rồi, phải có tầng 2 anh em ạ. Nào chúng ta sẽ làm ấy nào. Làm tí gậy. Chúng ta làm thang anh em ạ. Ta phải có cái thang ta trèo lên được chứ đúng không? Ba cái thang. Đặt ở đây các bạn, 1, 2, 3, đấy, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta cần cái slab anh em ạ. Slab và tôi sẽ lấy slab của cái gỗ sồi. Hóa ra cái gỗ sồi nó là cái gỗ này. Ta cần bao nhiêu slab ấy, tôi cũng chả nhớ anh em ạ. Đấy, lấy tạm 42 cái đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tôi không hiểu tôi đếm lắm quá. Ok. Rồi. Đẹp không anh em ơi? Đấy, xong cái nhà rồi nhá. Từ từ anh em ạ, tôi đi lấy đất á. Đi lấy đất á. Bởi vì chúng ta còn làm cả cái cửa sổ nữa cơ mà đúng không? Ta còn làm cái cửa sổ nữa cơ mà. Thế cửa sổ chúng ta sẽ không làm cửa kính bình thường anh em nhé. Chúng ta sẽ dùng cái cửa sập anh em ạ. Cái chắp đo ấy. Đây này, chúng ta dùng cái chắp đo này. Đấy, có 14 cái ấy. Để tôi ấy thử đủ chưa nào. Đấy, chúng ta sẽ có. Đây, chúng ta dùng đất với chúng ta ấy anh em ạ. Chung là cái này là một cách làm khá hay. Anh nhìn này. Đó, xong mình ấn như vậy. Đó. Đây tôi đi rồi, tôi đặt hết rồi ấy, xong rồi tôi làm một thể các bạn. Rồi. Tôi phải đang vừa làm mà tôi vừa nhìn cái góc dưới bên tay phải xem là có tiếng chân của Creeper không đấy anh em. Chừng là phải cẩn thận lắm. Rồi. Đấy. Tôi rất là thích cái kiểu ấy nhá, bởi vì là kiểu là hồi xưa tôi rất là hay ạ. Hồi xưa tôi hay làm theo kính lắm. Ôi chết cha rồi. Nhầm nhầm.
Hồi xưa tôi làm cửa sổ đó, tôi rất là hay để kính ấy, nhưng mà bây giờ tôi xem các youtuber họ làm ấy, tôi mới nhận ra đó là mình để cái chắp to này nó khá là đẹp. Cửa sập có đẹp thật đấy. Đó, đào hết cái này đi là được. Đấy. Ok các em ạ. Đó. Xong, chúng ta lên tầng 2 thôi các em ạ. Ở đâu? Hình như là còn một cái mái này các em ạ. Cái mái chưa xong, cái mái chưa xong. Bây giờ chúng ta phải làm cái slab của cái mái anh em ạ. Đó, đây này, thì cái này nó là một cách làm mái khá là hay, tôi lấy cho anh em xem. Chúng ta sẽ cần khá nhiều cái này đấy. Và chúng ta cũng cần khá slab anh em ạ. Ok. Đấy, cầu thang gỗ sồi và ấy. Đặt ở đây này. Một, đó, xong anh em đặt đây này này. Đó. Đấy, nó tạo được một cái hình nó khá là đẹp. Ok. Đấy. Cứ làm như vậy thôi. Ok các em ạ. Trong căn nhà này nó rất là giống cái chùa, chút nữa anh em sẽ thấy đẹp lắm. Ái chà, mình để đây mình để chính giữa. Rồi. Xong rồi. Ok. Tôi grab khá là đủ đồ ấy chứ nhở, nó không thừa, mà nó cũng nó không thừa quá nhiều mà nó không thiếu nhỉ. Ô đủ luôn này, ui tôi đủ cái số stair luôn này, ngon quá. Đó, bây giờ chúng ta sẽ có slab và chúng ta đặt ở đây các bạn ạ. Chúng ta đặt kéo dài ra này. Các bạn tôi phải làm thêm rồi. Ok, làm thêm nào. Làm hết luôn đi, rồi. Giàu mà, mình giàu mà, trước là tôi chặt nhiều lắm. Tạm 31 cái đã. Rồi. Đấy. Ok anh em ạ. Sắp xong rồi. Đấy. Đền. Cái này là đền của tôi anh em ạ. Đền tài cát. Quá đẹp. Ok. Rồi xong rồi anh em ạ. Sắp tối luôn này. Bây giờ chúng ta mang cái giường vào trong này đi nhỉ. Ta mang giường vào trong này chúng ta ngủ cho ấy. Hai anh chịu khó ngủ ở ngoài nhá. Nhớ cẩn thận zombie nhá. Ok. Đấy. Ấm cúng anh em ạ. Ơi chưa được à. Đây anh em ạ, bây giờ chúng ta tranh thủ chúng ta lên tầng 2 cho anh em nhìn tí đẹp không anh em. Đây anh em ạ, tầng 2 chúng ta xây cái này nhá. Tranh thủ xây tí luôn nhỉ. Tranh thủ xây tí trước khi trời tối. Đó. Chúng ta sẽ làm thêm stair anh em ạ. Đó, 16 stair tôi nghĩ chắc là đủ rồi đấy. Đây nha anh em ạ, thì cái trên mái này là xây nó sẽ hơi rắc rối một tí. Anh em xây này là hai cục ở đây này, hai cục ở đây này. Xong một cục ở giữa này. Đó, sau anh em lấy một cái ấy rồi anh em đặt vào đây này. Đó, sau anh em đặt vào đây này. Ơ, nhầm. Nè, đặt vào đây này anh em này. Đó, sau anh em đặt một cái slab ở đây. Đó, nó là như vậy anh em ạ, mái này chúng ta sẽ làm vậy. Ta làm vậy, xuống nào. Xuống đi. Chúng ta sẽ làm đúng rồi, chúng ta sẽ làm vậy ở cả bốn góc anh em ạ. Sleeping through this night. Tiếng Anh luôn. Ông là về sắp mà vẫn chưa về sắp hết đấy các bạn. Rồi, đó. Ơi. Hết slab rồi. Tôi làm cái tôi mang grab table ở đây luôn đi. Yeah. Để lên với anh nhá em. Rồi. Ok. Slab nào. Đấy, ván gỗ. Ok, chúng ta sẽ đặt ở đây này á. Xong đặt ở hai bên cạnh này này. Đó. Xong bên này. Bên này. Ok. Đẹp rồi. Ok. Rất là ổn áp anh em ạ. Được đấy. Đấy, tạo này để mình làm cho cái mái của mình thì kiểu là nó hơi bị chênh lên một tí, nó đẹp lắm anh em ạ. Toàn cá tí em nào. Thử vị cá xem có ngon không nào. Ngon phết đấy các bạn, thơm, cá thơm ấy. Đó, sau khi mình làm này, cái đường mình đi ở đây đúng không? Ok, cái đường mình đi ở đấy à? Nếu vậy thì mình sẽ xây cái này. 1, 2, 3, 4, 5. Tôi không biết là tôi có nhớ đúng không anh em ạ? Nhưng mà tôi sẽ xây liều. Bởi vì đến đây tôi có vẻ hơi quên rồi. Đến đây chúng ta sẽ xây cái mái này. 1, 2, 3. Xong chúng ta sẽ dùng cái slab. À, đâu, stair đó. Ta xây cái này. 1 1, 2 ây ạ, 3 rồi. Ta xây cái này.
Xây lên đây anh em ạ, xong ta sẽ xây cái này này. Đấy, ok. Và cuối cùng thì chúng ta xây một cái ở đây. Rồi. Ôi, từ từ, ôi, suýt cái các bạn. Đây, người ta có cái chắp đo, người ta đặt nó vào đây các bạn. Đấy, ok anh em ạ. Chúng ta sẽ làm như vậy với cái bên này. Chúng ta sẽ làm như vậy với cái bên này nữa. Ở đâu nhỉ, ok, tôi cần có slab nhỉ. Tôi hết slab rồi, làm slab cái. Ok, 6 cái slab là đủ luôn đấy. 1. Đó. Ok. Đó. Ê. Đúng mà. Đúng không? Hình như hơi nhầm đấy anh em ạ. Đây. Đây này, này. Đó, ta đặt cái này này. Đặt cái này này. Đúng rồi, hơi nhầm. Cái thật chứ cái đầu óc tôi nó hơi kém ở khoảng xây nhà anh em ạ. Anh em thông cảm nhá. Đầu óc tôi đi chấm quá thì tốt thôi chứ thì thích thôi chứ khoản xây nhà là hơi kém đấy các em ạ. Đó, xây ở đó, xong xây ở đây cái này. Ok, ta làm chắp đo nè. Rồi, chắp đo. Mình cần cũng khá chắp đo đấy, làm 6 cái đi nhờ. Rồi. Tôi chặt nhiều gỗ mà, không cần phải lo anh em ạ. Đó, sau khi mình xong ở đây rồi chúng ta sẽ xây chắn cái bên này lại anh em ạ. Nào, làm thêm slab anh em ạ. Đó, cần khá nhiều slab đấy. Ok. Đó, ta xây chắn nó lại này. Bên này cũng vậy luôn. Rồi, xong ta xây này anh em ạ. 1 này, 2 này, xong stair đâu. Hết stair rồi à. Ok, làm stair. Đó, được rồi, tôi làm thêm tí luôn anh em ạ. Một chút thôi. Đó, 20 được rồi nhá. Yeah. Biết đâu chốc thừa nhiều quá thì hơi phí nhỉ. Yeah. Đấy, ta làm cái này, ta làm như vậy với bên này luôn. Đó. À đâu. Một cục là được đúng không? Một cục là được đây. Đó, xong bên này này. Đó, xong bên này này. Đó, rồi mình đặt lên trên này. Đó, mình lại đặt như này nữa này. Đó, nhưng mà cái này nó sẽ hơi đặc biệt một tí các bạn, thì anh em đặt như này này. Đó, sau anh em ra bên ngoài rồi anh đặt như này. Đó. Nhằm tương tự như vậy về cái bên này. 1, 2. Đấy. Ok. Nhầm. Hôm nay chỉ nhớ tôi khá tốt nhỉ. Tôi xây khá ổn ha. Chứ bình thường mà tôi xây nhà là tôi quên nhiều lắm anh em ạ. Rồi. Ok. Đó. Chúng ta xây cái này. Đó. Xong ta đặt một cái cục qua đây. Nói. Đào xuống này. Ái chà, mình vừa qua luôn à, ngon quá nhở. Cái này đó, xong bây giờ chúng ta sẽ vào và chúng ta đặt cái vào. Ô, được đấy. Được đấy. Chúng ta sẽ đặt cái cửa sập anh em ạ. Đó, chúng ta đặt này, một này. Cái gì ấy? Tôi ăn nhầm. Nhầm rồi. Hay mình đặt ở ngoài cho đẹp nhỉ. À không anh em ạ, thế cửa này phải đặt bên trong hay sao ấy? 1 này, 2. Có được không? Ê. Ok các em ạ. Rồi, đẹp. Bây giờ chúng ta bắt đầu xây cột đấy các em ạ. Xây cột đây. Tôi nhớ rồi. À, ta xây cột này, ta xây cái này. Thì vì vừa nãy thì tôi nhìn thấy cái nhà nó hơi lạ này. Bởi vì đây tôi nhìn thấy cái nhà nó hơi lạ thì kiểu thì trong đầu tôi nghĩ thế quái nào ta. Quái nào kiểu nó hơi lạ ấy. Đặt đây được không? Không được à? Nếu vậy chắc phải đào một cục ở đây đi các bạn. Đó, phải đào một cục ở đây rồi. Đó, phải thế này rồi. Ok các bạn. Bên này cũng vậy nhờ. Rồi. Rồi, phải ngồi xuống mới đặt đấy các bạn. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta bắt đầu xây cột lên này. Suýt tiếng nữa tôi quên chuyện xây cột đấy. 3 cột. Bên này cũng 3 cột này, xong ta lột vỏ cột đi. Từ từ anh em ạ. Hình như là cột này là cột gỗ bác ấy anh em ạ. Cột gỗ sồi. Cột này là cột gỗ sồi anh em ạ. Phải cột gỗ sồi nó mới đẹp. Đấy, đúng rồi. Đấy, màu nó khác đi nó mới đẹp đúng không? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok anh em ạ, xong mình lột vỏ nó ra được. Ok anh em ạ,
ta làm như vậy với bên này. Đấy, hai bên này này. Đó, xong cũng như vậy với cái này luôn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lột, lột, lột. Lột, 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 lột. Lột hết. Gì cũng lột đấy các bạn. Gặp cái gì là lột. Ok. Đó, xong bây giờ chúng ta xây ấy này. Đây này anh em ạ. Chúng ta sẽ chặn cái máy này đẹp lắm. Đó, một cục. Xong ta dùng cái stair. Stair tôi đâu à? Tôi sắp hết stair, tôi làm luôn cái nào. Rồi, rồi, ok nào. Đấy, bao nhiêu nhỉ? Chắc là 24 đủ đấy nhỉ. Một cục ở đây này. Một cục ở đây này. Đó, xong một cục ở đây á. Chúng ta nối nó vòng lại như vậy. Đẹp không anh em? Được không? Được không? Được không? Hợp lý không? Đây này cũng vậy này. Một cục này. Đấy. Đấy. Ok. Bốn bên đều vậy hết rồi các bạn. Nhà này nhà hình hộp mà đẹp lắm. Một căn nhà mà rất là cân xứng anh em ạ. Tôi rất là thích những thứ nó cân xứng và nó perfect. Không perfect gì hết rồi các bạn. Rồi. Ok anh em ạ, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái slab trên này. Đó, chúng ta nối rộng cái slab ra. Ta kéo dài cái slab nó qua bên kia. Đó, ok. Xong rồi bên này chúng ta sẽ đặt ấy này. Rồi nhầm. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, ta làm như vậy với bên này. Ô, hình như tôi hơi thiếu đúng không? Hình như tôi không đủ đúng không? Tôi không đủ đúng không? Ok, tôi làm thêm tí. Đủ rồi. Ok các bạn. Bây giờ không lên được à? Không lên được, dùng nước lên. Quái nào. Đi lên đi. Nhảy lên, không được à? Đây. Lạ ta, đây. Rồi. Đấy. Đỡ phải xây thang này các bạn. Đấy, chúng ta sẽ xây cái này. Đấy, slab chắn nó vào. Sao hoàn thành rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, xong rồi. Có cái đuốc không? À, nếu mà tôi mà có cái lantern mà tôi cắm trên này đẹp quá nhở. Tôi xuống làm cái lantern tí ấy các bạn. Xuống làm lantern tí. Cái lantern là cái ấy đấy. Cái đèn lồng ấy, bạc đâu nhở? Đây rồi. Ta sẽ vào làm tí bạc nào. Rồi, đi lên nào. Craft table tôi đâu rồi? Đây rồi, craft table nhỏ xinh xinh. Hai cái lantern đây các bạn. Đó, chúng ta sẽ làm hai cái lantern nào. Làm lantern là mình chỉ cần này thôi, đèn lồng. Đó, hai cái. Rồi anh em ạ. Đấy, thử cứ vứt tạm cái đuốc ra đi. Chốc mình lên mình lấy sau anh ạ. Bây giờ có cách nào mình trèo lên đâu? Đó, chứ không có cách nào thì tạm thời thì phá tạm một cục. Ok, thế cục cái tôi nhặt chưa? Tôi nhặt rồi anh ạ, coi tôi nhặt rồi đấy. Đó, đặt lantern trên này. Đó, ôi đẹp không? Ok anh ạ, xuống thôi. Rồi. Tôi vào tôi nhặt lại cái đuốc của tôi nào. Ok anh em ạ. Đây. Đợi tí tôi ra ngoài. Full đồ. Đặt lại cái này rồi. Đặt lại. Rồi, full đồ rồi. Ok các bạn, đây á tôi ra ngoài cho anh em xem thử căn nhà tôi đẹp lắm. Ấy, đẹp chưa? Hợp lý không? Rồi ôi. Bây giờ cách là mình lên cao đây, tôi lên cao cho anh em xem. Rồi. Đây, đi lên cao này. Mình nhìn trên cao thì mắc đẹp luôn anh em ạ. Đẹp chưa? Xịn đâu? Thì sao mà nó cái cây chắn như nhà tôi này? Đó, anh em thấy không? Đấy, úi dồi ôi, cực kỳ Nhật Bản luôn đúng không? Đẹp không? Xịn không? Cho chụp ảnh cái anh em ạ, đẹp quá. Ok anh em ạ. Rồi ok anh em ạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng xuống và chúng ta đi ngủ trong nhà mới cái các bạn. Nó vứt tạm này đi, tôi cầm cái giường lên anh ạ. Bởi vì là cái chỗ mà mình ngủ ấy, nó là trên tầng 2 nó đây này. Ấy, hợp lý không? Perfect không? Quá đẹp đấy các bạn. Đẹp quá. Rồi dậy ngày mới nào rồi. Được ngủ trong căn nhà mới thích anh em ạ, thích quá. Ok, ta cầm đi đuốc nào. Mình cũng cắm được ở đây à? Cắm được ở đây à? Cắm được ở đây thì thôi cái cắm bên cạnh đi. Rồi. Đẹp. Ok các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm một vài cái đồ để chúng ta để đồ trong nhà chứ, đúng không? Đúng không? Tôi sẽ làm vài cái rương em ạ. Làm cái rương này tôi còn để đồ trong nhà. À đây, tôi rất là thích một cái các bạn, đó là cái thùng. Tôi thích cái thùng lắm.
cái ba rổ ấy. À không, tôi quên, tôi cho bản tiếng Việt mà. Thì bây giờ mà tra cái ba rổ này làm sao mà ra đây rồi, cái thùng á, cái thùng. Ta sẽ làm bốn cái đi. Phun đồ, vứt đồ ra ngoài, làm luôn. Đấy, hợp lý không anh em, hợp lý không? À. Xong người ta làm thêm cái rương anh em ạ. Đây, tôi sẽ làm thêm cái rương luôn, 16 cái đi. 16 cái đủ không ta? Không, phải làm 4 cái cơ anh em ạ, phải làm 4 cái rương cơ. Đấy, vứt cả ngoài làm luôn. Rồi. Mình làm xong mình nhặt vào mà. Rồi. Ơ, 4 cái là vẫn chưa đủ anh em ạ. Được không? Rồi rồi. Phải làm thêm anh ạ, phải làm thêm. 32 à. Thế này mới đủ đấy. Rồi. Ta cần 8 cái cơ. Vứt ra ngoài. Rồi. Rồi. Đấy anh em ạ. Ok, khá là rộng rãi để mình để đồ đúng không? Đó, bên trên này là tôi cũng phải để những thùng nhá, là tôi nhét đầy vào đống thùng ở trên này cũng khá là ngon anh em ạ. Ok anh em. Đó, thì bây giờ là mình từ tôi cắt đồ vào rương đã nhỉ. Đồ có cắt tạm tí đồ nào. Đói à? Đói thì ăn tí nào. Ăn nốt miếng cá đi, đúng không? Ok. Cắt tạm tí đồ trong xong rồi tôi sẽ dọn cái lúc mà tôi upline anh em ạ. Ok, đó, tôi có khá nhiều táo bẹ đây các bạn, bởi vì cái lúc mà tôi chuẩn bị đồ ấy và tôi ấy là tôi cũng chuẩn bị đồ và tôi dọn cái chỗ để tôi xây là tôi cũng có ấy táo bẹ rồi. Ok các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm ruộng nhá, làm ruộng và làm làm chuồng cho hai anh lợn. Đấy, hai bạn lợn yêu quý. Đôi vợ chồng lợn. Chúng ta làm chuồng ở đâu nhỉ? Chúng ta làm một cái ruộng nhỏ đấy anh em ạ. Đây là rồi, cái sẻng của tôi đâu rồi? Cái này sẻng đúng không? Ok. Ít ra tôi cũng biết một chút tiếng Việt anh em ạ. Chơi nhiều bản tiếng Anh quá. Ok. Đấy. Đấy, tôi đào rộng rộng một tí để tôi làm cái chỗ để tôi để cái ruộng anh em ạ. Đấy, mình làm cái ruộng thì mình cần có cái cũng gọi là cái cuốc nhưng mà tôi không biết cái đấy nó gọi là cái gì anh em ạ. Đây này. Tôi là cái craft table tôi là đây rồi. Tôi cầm mà. Đá, tôi cầm đá, tôi không cầm đá rồi. Vậy tôi cầm đá rồi, tôi làm. Rồi. Làm cái cuốc nào. Đấy. Cái cuốc này trông máu chiến như này là đáng là phải để. Cái này là cuốc cờ. Cái này là cuốc. Ok, này cũng là cuốc à. Cũng cuốc cờ. Này cũng cuốc cờ ấy các bạn. Chả khác quá hay nhau. Ok, nào chúng ta làm ruộng nhá. Đầu tiên ở đây thì làm ruộng đơn giản là chúng ta sẽ có một ô 55. À chúng ta cách tí này các bạn, chứ không là zombie nó chảy vào nó phá của mình đấy. Đây mình cách ở đây đi nhỉ. Cách ngoài đi. Rồi mình cách ở đây đi nhỉ. Đó, cách đây này. Ok. Bật nước đã. Rồi. Thật là tôi rất là thích cái gỗ vân sam đây các bạn. Thật là tôi rất là muốn có cái gỗ vân sam. Nhưng mà xung quanh nhà tôi nó không có. Thật là tôi đã dành khá nhiều thời gian để chạy xung quanh để tìm gỗ vân sam đấy. Nhưng mà không có anh ạ, toàn là cái rừng đắc đắc này thôi, không có. Toàn là cái rừng sồi sẫm ấy, không có. À, nên là tôi phải dùng cái gọi là cửa sập gỗ sồi vậy. Dùng tạm thì nó hơi hở nữa. À thôi, mình dùng cái này cũng được nhỉ, hợp lý. Hợp lý quá. Tôi lấy cây cối vào trồng này. À che. Ủa ơi các bạn, mình mà trồng mà che là tốt lắm, thật. Bởi vì che này sau này có nhiều lợi ích lắm. Trồng ra. Hai anh đứng canh treo cho em nhá. Ô con nhện à? Con nhện à? Không, cái thuyền của tôi. Cái thuyền của tôi nhìn tôi có thể có nhện. Ôi dồi, hạt giống vô biên. Ok, hạt giống vô biên. Hết mất rồi. Thì sao vô biên rồi, trồng chưa được 3 giây hết rồi. Ok các bạn ấy, xong cái chuồng nhỏ nhỏ xinh xinh này. Bởi vì tôi phải làm chuồng bởi vì tôi nhận thấy là đồ ăn tôi khan hiếm quá anh em ạ. À đâu, cái ruộng chứ, phải làm ruộng chứ đúng không? Chứ không thì bởi vì tôi không có cà rốt. À vừa nãy là tôi lút được khoai ở dưới kia đúng không? Không biết là mấy anh lợn thì mấy anh có ăn khoai không ta? Tôi nhớ là tôi lút được khoai ở dưới kia mà. Khoai đâu rồi ta? Lạ vậy. Thế là khoai tôi để bên trên kia. Để từ từ tôi lên tôi cầm khoai xuống xem thử xem mấy anh lợn có ăn khoai không anh em ạ. Khoai. Thì bởi vì lợn nó ăn tạp mà anh em, kiểu là cái gì nó cũng ăn ấy. Thì tôi biết là nó ăn cà rốt nhưng mà tôi không biết nó ăn khoai không ta. Khoai không lỡ đây.
nó quán anh ơi, nó quán ủi ngon quá. Thì là tôi có thể nhân giống rồi, ngon quá. Tôi làm cái chuồng này, làm cái chuồng cho hai vợ chồng này, tình cảm quá. Cái crab table tôi đâu ấy nhở? Cái crab trong nhà anh các bạn. Và làm hàng rào bằng cái loại gỗ này đi nhỉ, gỗ này cho nó ấm cúng nhỉ. Đấy, ta làm hàng rào to tí các bạn. Chết rồi, nhầm rồi. Rồi 12 cái rồi à? 12 cái đủ không? 12 cái không đủ đâu anh em ạ. Ta phải làm thêm đấy. Rồi thêm tí. Chắc là tầm 30 cái đủ anh em ạ. Ok. 42 cái, ok, quá thừa anh em ạ. Lợn thích, nhà lợn rộng lắm anh em ạ. Thế này lợn thích lắm. Rồi tôi sẽ xây ở đâu ta? Xây ở đây đi anh ạ. Chúng ta xây về đến đi, để mình đứng ở trên này rồi mình cho lợn ăn ấy, đó tiện. Hơi nhỏ nhỉ. Được rồi, tôi đặt ấy vào, tôi xây ra. Ok. Thế này chứ. À đây. Tôi xây phòng, tôi nối với cái này luôn rồi. Đi vào đây hay em ấy. Đúng rồi. Ngoan. Đi vào đây cơ mà. Tôi cầm ra tay này cho hai em đi theo tôi anh em ạ. Đúng rồi, đi vào. Đi vào đây em ấy. Từ. Tôi xây cái này anh em ạ, cho hai em ấy không có trốn đi đâu hết. Rồi. Đổi lại anh em ạ. Đấy, xong rồi. Phá cái này đi thôi. Tôi vào tôi nhặt cái dây đấy anh ạ. Dây quan trọng. Đấy, xong tôi lại phá lại ra. Đứng ở đây lợn nhá. Rồi. Đây anh ạ, tôi cho lợn ăn. À không, từ từ anh ạ. Từ. Tôi trồng khoai đã anh em ạ. Chứ không nó hết giống khoai chết đấy anh em ạ. Trồng khoai đã. Cho lợn ăn từ đấy. Đó, xong chuồng rồi đấy anh em ạ. Đẹp quá. Ok anh em à, quá đẹp, căn nhà quá đẹp anh em ạ. Ok anh em ạ, thì tôi nghĩ là tập hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Tôi đã làm được cái nhà khá là đẹp rồi, một cái chùa. Và tôi cũng đã làm được một căn nhà nhỏ cho hai bạn lợn của tôi. Đây là bạn Long và đây là bạn Hùng anh em ạ. Long và Hùng, ok. Và thôi, Hùng lấy đi lại. Long và Vinh anh em ạ. Long và Vinh anh em ạ, ok. Đấy. Thật chứ tôi sợ buổi sau tôi nhầm hết anh em ạ. Ok anh em nhá, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Đó, chúng ta đã có một cái danh trại khá là ngon nghẻ rồi. Ok anh em. Cảm ơn anh em đã xem đến tận đây nhá. Nếu mà anh em mà xem đến tận đây rồi thì cho tôi một like với nhá. Xin like anh em đấy. Ok, từ tôi làm cái cửa các nhỉ, tôi còn chưa làm cái cửa nữa. Cái nhà thì hợp cửa gì, cái nhà này mà để cửa này thì nó hơi ngầu. Đó, tôi làm cái cửa xong rồi ọp anh em ạ. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem tận đây nhá. Yêu anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.